Thưa quý vị khán giả đài truyền hình VanTV Houston 55.2, quý vị đang theo dõi phóng sự do phóng viên đài VanTV đã có mặt tại trụ sở sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston, tường trình về buổi hội luận do Đảng Việt Tân tổ chức nói lên các quan điểm về phim mang tính phóng sự điều tra, được thực hiện bởi Frontline và ProPublica, có nhan đề Terror in Little Saigon, tạm dịch là khủng bố tại Little Saigon, đã được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service, gọi tắt là PBS, và mạng Internet. Buổi hội luận đã khai mạc với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đến các quân nhân, cán chính đã hy sinh vì quốc gia, đến các đồng bào đã bỏ mình trên đường tiền tự do, các kháng chiến quân, các nhà đấu tranh đã hy sinh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Và đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta cùng tưởng nhớ đến các nạn nhân vô tội từ đã hy sinh từ các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp vào ngày hôm qua. Chúng tôi nhận thấy có gần 200 đồng hương đã có mặt để tìm hiểu và trình bày các quan điểm của mình. Cô Xuân Phương, cơ sở trưởng Đảng Việt Tân, đã nêu lý do buổi hội luận hôm nay. Và tất cả các quý vị đồng hương, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì cái mục đích của cuộc thảo luận ngày hôm nay đó là bởi vì vào ngày 3/11 vừa qua thì hệ thống truyền hình PBS đã có chiếu một đoạn phóng sự mang tựa đề là Terror in Little Saigon do một nhóm phóng viên trong đó có ông Richard Rowley, Andrew Thompson và cùng có cái sự cộng tác của một người Việt Nam tên là Tony Nguyễn. Ông Tony Nguyễn này đã từng có những cái hoạt động cổ võ cho cái chủ trương hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Và cái cuốn phim này khi mở đầu đó thì cái mục đích được đưa ra đó thì họ nói rằng là họ muốn điều tra về cái chết của 5 ký giả Việt Nam tại Hoa Kỳ vào thập niên 80. Thế nhưng mà khi xem vào, đi sâu vào cái phóng sự càng xem đó thì người ta thấy rằng cái mục đích thực sự của những người làm phim không phải là đi tìm những cái manh mối gì cho để mà giúp điều tra, giúp tìm ra thủ phạm đã gây hại cho các nhà báo này, mà người ta có thể nhìn thấy qua những cái hình ảnh mà cắt ghép những cái cuộc phỏng vấn với những cái câu hỏi phải dùng cái chữ gọi là đặc để mà họ muốn dựng lên một những cái cáo buộc nói rằng mặt trận đã đứng đằng sau là những cái chết của các nhà báo này, và họ cũng muốn đưa ra cái giải thích rằng là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đứng đằng sau lưng mặt trận để mà che chở cho những cái hành vi tội ác đó. Và một điều mà quan trọng hơn nữa đó là họ đã dựng nên một cái hình ảnh khủng bố, một cái hình ảnh cực đoan, kiểu như là giết người bịt miệng của cả một cái cộng đồng người Việt tị nạn lúc bấy giờ, và nó làm gây hại đến chính nghĩa đấu tranh của người Việt tị nạn chúng ta. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Thư ký Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, hay còn gọi là Việt Tân, đã trình bày 5 quan điểm cho rằng phim Terror in Little Saigon đã cố tình áp đặt trách nhiệm 5 sự ám sát nhà báo thuộc về Đảng Việt Tân. Và tên gọi của phim Terror in Little Saigon đã làm nhiều người Việt tự do xem là có ác ý và sinh ra ác cảm với tác giả. Chưa ai nhìn thấy thủ phạm mặt mũi ra sao,
mà đã có ý định ghép hai chữ khủng bố lên đầu người Việt Nam, lại gắn ghép chung tài liệu đó với hình ảnh cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng với tên Lido Sài Gòn. Như vậy có xúc phạm đến danh dự người Việt tị nạn Cộng sản hay không? Và ngày hôm nay, tôi thưa quý vị là Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh với cộng đồng, với các đoàn thể cũng như các đoàn trong nước. Là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng sự hy sinh của Tổ Hoàng Cơ Minh là xứng đáng. Và khi mà chúng tôi nghe cái cuộc phim cũng như là đọc web story của cái Terror in Flag Sài Gòn, chúng tôi rất bực là bởi vì họ dành gần mười mấy trang để bôi nhọ Tổ Hoàng Cơ Minh. Và chúng tôi, đối với chúng tôi, Tổ Hoàng Cơ Minh là một người xứng đáng anh hùng, là một người đã dám bỏ cả cuộc đời để hy sinh cho đất nước. Thì trong cái niềm chia sẻ như vậy, thì thưa quý vị, sau cùng là đất nước chúng ta đã 40 năm dưới chế độ cộng sản. Và cuộc đấu tranh này chúng ta đã trải qua 40 năm. Theo tôi 40 năm là quá rồi. Và những chương biến lịch sử ở trong nước đã bắt đầu thay đổi. Đáng Việt Nam, từ những giai đoạn đầu gặp khó khăn như đến ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã phát triển được những hạ tầng ở trong nước và bắt đầu hiện công khai đấu tranh cùng với các tổ chức xã hội dân sự trong nước. Tôi nghĩ rằng là cái cục diện Việt Nam nó sẽ phải thay đổi. Và khi mà chúng ta có một số những tác động vào trong nước và trong nước Cộng sản Việt Nam tìm qua chúng ta làm sao thoát qua Trung Quốc để đến gần Hoa Kỳ, thì cái mà họ mong muốn là gì? Họ làm sao tạo sự hiện diện ở cộng đồng hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Hoa Kỳ. Mà muốn họ được hiện diện công khai cộng đồng hải ngoại thì họ phải tìm cách làm sao phá vỡ cái ý nghĩa của chúng ta, làm sao tiếp gây cho cộng đồng hải ngoại chúng ta xa xáo, làm sao mất sự đoàn kết. Cho nên cuộc phim này đã xuất hiện trong thời điểm này, nó sẽ góp phần giúp cho cộng sản Việt Nam để đạt được những mục tiêu như vậy. Thì đây là cái điều mà sau cùng chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, là chúng ta cùng bình tĩnh nhìn ra đâu là những điều có hại, đâu là những điều có lợi cho cuộc đấu tranh. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi mong mỏi được là lắng nghe ý kiến quý vị, những sự chia sẻ, sự góp ý quý vị để chúng ta cùng nhau để mà góp phần tích cực hơn để mà đấu tranh sớm giải phóng đất nước, mang lại tự do dân chủ cho toàn thể đất nước Việt Nam. Trụ sở cộng đồng của người Việt quốc gia Houston lúc nào cũng ủng hộ những đảng phái, những hội đoàn để tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam. Tôi rất muốn biết cái sự thật như thế nào về cái câu chuyện liên hệ đến cộng đồng. Sở dĩ tôi nói có liên hệ với cộng đồng là vì cái tổ chức Mặt trận trước đây cũng như Việt Tân thì bây giờ thì cũng hoạt động rất là sát với các cộng đồng. Thành thứ ra với tư cách là chủ tịch cộng đồng trong thời gian đó, tôi quy động đồng bào và yêu cầu tham gia một cái tình vĩ đại ở trước tòa nhà của đại số 8 để bắt họ phải sửa đổi lại những điều sai lầm của họ bằng mọi cách phải làm điều đó, nếu không thì đồng bào tiếp tục biểu tình của họ. Sau khi họ biết rằng chúng ta quyết định phải làm một điều cho sáng tỏ thì họ có chấp nhận rằng chúng tôi lên đó là một nói chuyện chắc có lại đó là một điều tốt. Họ để cho mình nói lên những điều gì mà họ sai trái, vì cái nhu cầu chúng ta phải nói để cho đồng bào được biết những điều nó làm sai, bias. Tôi không đứng về phía bên nào hết. Tôi chỉ thấy những việc cần phải làm là làm. Mà cần liên trợ thì liên trợ. Tôi nói như vậy là tôi nói tấm lòng tôi liên trợ và tôi quyết định từ việc đưa ra tòa để biết chân đen như thế nào. Tôi xin cảm ơn quý vị. Trước đây tôi là kêu chủ tịch Hội đồng yểm trợ cho Mặt trận từ thời kỳ 81 cho đến 80 năm. Sau đó là anh Michael Cường. Một điều tôi muốn nói ở đây là quý vị ở đây vẫn còn thắc mắc tên, không biết rằng người ta tồn đãi rằng Mặt trận có nhiều tiền lắm, hàng mấy chục triệu, như khi ông Đại Thái Liễu, ông ấy rút ra khỏi, ông ấy nói là có nhiều tiền lắm,
thành ra có nhiều người không biết là mặt trận có nhiều tiền đến như thế nào, và cái dư âm đó, cái dư luận đó đến nay cũng có nhiều quý vị ở đây hay còn thắc mắc. Tôi xin nói với quý vị rằng trong suốt thời kỳ tôi làm chủ tịch mặt trận, hiệp trợ mặt trận ở đây, mỗi một năm có năm thì tôi thâu được đồng bào hiệp trợ có 3.000 đồng bào đến 5.000 đồng bào. Tất cả giấy tờ đó tôi hãy còn lưu giữ. Nếu quý vị nào muốn biết ai ủng hộ bao nhiêu tiền ở cái đất thiêu dân này ủng hộ cho mặt trận, tôi sẽ đưa cho quý vị thấy rõ ràng từng người một, chứ không phải là chỉ nói hàm hồ được. Mặt trận vào lúc đó rồi đã tạo ra sự xuyên tạc ở bên ngoài, và chính ông Phạm Văn Liễu là người sau khi mà ra có mặt trận thì nói là đã quyên góp được 7-8 triệu. Thì chính những cái yếu điểm đó thì bên ngoài họ dùng để mà tiếp tục tấn công và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Khi tôi còn ở Việt Nam thì tôi còn có được nghe cái chết của ông Ngài Đô Đốc và cái chết của anh Bá, đó cũng là su gia của bên gia đình chúng tôi. Thì khi qua đây vào năm 1994 thì tôi có vô sinh hoạt liền với cái đi theo WHO, thì chúng tôi được biết rất nhiều. Rất tiếc là không có ông Đại tá Trương Như Phùng. Thì tôi với ông và có anh Đặng Quốc Việt biết cũng tranh cãi nhiều lần lắm về cái mặt trận với cộng đồng. Thì tôi xin hôm nay tôi muốn xác nhận điều đó, và tôi chỉ xin có một điều là chúng ta phải thật sáng suốt, chứ để chúng ta đừng có để rơi vào cái bẫy của những tụi cộng sản nó chia rẽ. Bởi vì dù không, ông Mặt Trận có nói giao thông với Việt Tân, ông nói mặt trận, nhưng mà đưa ra hướng người ta về một mối là mặt trận. Mặc dù ông kết luận ai giết hết, ai là thủ phạm hết, nhưng mà mang tiếng vậy, bao nhiêu công sức như vậy đó làm lợi cho cộng sản rất là nhiều. Cho nên tôi có thấy là trong cái cuộc ngày phỏng vấn đầu tiên thì ông Lý Thái Hùng có nói là đang nhờ luật sư, đang liên lạc với luật sư. Thì ngay cái tổ chức của Việt Tân quá nhiều người trí thức ở trong đó và quá nhiều những cái vị thành danh trong đó, cho nên vấn đề là làm sao làm sáng tỏ cái sự trong sạch của một cái tổ chức hy sinh quá nhiều, và ở trong cộng đồng cũng chấm dứt luôn, không có cái chuyện mà bàn tới bàn lui gì vấn đề này nữa. Mặc dù cái dư luận bây giờ thì rất là tốt về Việt Tân, tôi nghĩ là trên vấn đề truyền thông đó, chứ người ta không có nói là thế này thế kia và đặt tình đặt lý. Do đó cái mà tôi nghĩ và ở trên dư luận, ở trên truyền thông đó, là ở trong hệ thống bao thốc đó, là họ muốn Việt Tân làm sáng tỏ điều này để đem lại cái sự trong sạch và cái uy tín đó mà của Việt Tân đối với ở cộng đồng ở hải ngoại, và thứ nhất đối với những người đấu tranh trong nước. Xin hết. Cảm ơn chị rất nhiều. Liên quan về những chia sẻ thì tôi có 3 việc xin được trình bày thế này. Thì thưa quý vị, về cái việc mà chị có nêu lên là mặt trận đã thông báo cái việc và hy sinh của Tướng Hoàng Công Minh quá trễ, quả thật là chúng tôi đã có xin lỗi đồng bào cũng như là dư luận trong lúc mà chúng tôi công bố chuyện này vào năm 2000. Và đây nó là một cái sự có thể nói là cái lỗi, cái sai lầm trong cái sự quyết định của chúng tôi chỉ để quá trễ, là bởi vì lúc đó chúng tôi ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn trong cơ sở. Một cái người đã dám hy sinh và chết, nó không còn là một môi trường, nó đã còn quyết định chung của cộng đồng. Chúng tôi đã thiếu sự suy nghĩ đó cho nên đã không có nhanh chóng thông báo. Thì một lần nữa chúng tôi xin được bày tỏ cái sự hối tiếc và cũng như là mong rằng quý vị thông cảm. Đương nhiên chúng tôi sẽ, đó là cái bài học mà chúng tôi sẽ phải tránh trong tương lai. Để mà đối đầu với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào lúc đó, quý vị biết là ai? Đó là giáo sư Nguyễn Văn Bông. Lúc đó là dạy cho quốc gia hành chính. Và giáo sư Nguyễn Bông là người phải nói rằng là nếu ông trở thành Tổng thống hay trở thành Thủ tướng của Việt Nam, tôi nghĩ tình hình đất nước chúng ta nó đã chuyển một cái quan trọng, một người dân sự. Ông cùng mọi quốc về
Đã có nhiều ý kiến của khách tham dự như Đảng Việt Tân sẽ làm gì để lấy lại uy tín, danh dự, có nên đưa ra tòa chăng? Bộ phim này sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào? Có chăng những sự ám sát và mục đích ra đời phim này có sự đứng phía sau của Cộng sản Việt Nam? Như trường hợp mà nhiều khách đã nhắc lại về sự ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông vào năm 1971, khi tranh cử sẽ trở thành thủ tướng, mà thời bấy giờ hầu hết dư luận đều cho rằng Tổng thống Thiệu là chịu mưu. Nhưng ngày 30 tháng 4 năm 2011, trên báo chí Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận, chính họ đã ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Và họ tự nhận rằng họ đã giết giáo sư Nguyễn Văn Bông như thế nào. Họ cài mìn vào xe của ông và đổ vào đống tàn. Và họ tự nhận họ đã giết. Và họ giết xong họ đổ cái chuyện đó cho Tổng thống bằng những trường đơn, bằng những sự cảm. Và ông nhà báo nhà mình á, thì anh ở luôn ở trong cái tiệm, tức là trong cái tiệm vẫn nằm ở đường Westminster và ngay cái góc của Euclid đó, thì qua hôm sau thì ông bị đốt cháy ở trong đó, tức là có tòa báo bị đốt cháy, thì tôi được tin đó qua hôm sau. Nhưng mà trước đó thì hay đi uống cà phê với nhau, thì tại vì ông ra cái tờ báo mà họ lúc đó ở cả cái đất Orange County đó, ông làm tờ báo hoàn toàn không có một cái tin tức, toàn là văn nghệ thôi, tức là với ca sĩ ca siếc rồi thôi, không có tiếng dáng gì hết, mà tờ báo rất là đắt khách. Thì ông có từng ông nói bị chúng nó cạnh tranh, mà nó cũng như là nó đang ghét tao, đang chủ em tao. Thế thì tôi biết rõ cái chuyện đó thì từ lâu rồi, nhưng mà nhiều cái mà ông ấy nói về cá nhân thì tôi không có nói, nhưng mà tôi xác định ở đây hoàn toàn là cái đó là vì vấn đề thương mại. Đó, thì trước khi đó một ngày tôi còn muốn cà phê với ông ấy, đó là một điều thứ nhất là về ông nhà báo chủ Văn Mai đó. Thế nhưng mà khi mà tôi ở ngoài này đó, thì chính bản thân tôi cũng bị rất là nhiều những cái tiếng ông tiếng ve nói tôi là người của Việt Cộng, được Việt Cộng đưa qua đây rồi vân vân. Thì từ từ tôi mới hiểu được rằng là ở hải ngoại này có rất là nhiều cái dư luận mà nó không có đáng tin. Tôi cũng về sau này thì tôi thấy rằng khi mà tìm hiểu thì tôi thấy Đảng Việt Tân cũng không có một cái gì để mà những cái dư luận về Đảng Việt Tân, tôi cũng thấy nó cũng không có vững. Và kể từ đó về sau đó thì tôi cũng không có còn sợ tham gia những cái buổi do Đảng Việt Tân tổ chức nữa. Và thấy ví dụ như ngày hôm nay là tôi tới một cách rất là thoải mái, tôi cũng có sợ gì hết. Vừa rồi, ông Bí Thư có nói đó là với cái đề nghị là bây giờ chúng ta phải kiện. Khi chúng tôi rất căm thù Cộng sản, thấy Đảng Việt Tân đi một tình chống Cộng sản, chỉ một tuần sau đó, khi đó chưa có tòa lịch sử Việt Cộng, mà có tòa lịch sử Việt Cộng và đường sát trời đảo treo cờ Cộng sản, chúng tôi tham gia. Cũng có người nói rằng Đảng Việt Tân là bàn tay nối dài Cộng sản. Cái này là nghĩa đủ thứ điểm, nhưng mà chúng tôi không. Chúng tôi đi rất nhiều lần nào cũng tham gia, nhưng mà lần nào cũng thấy Đảng Việt Tân. Đương nhiên ai cũng muốn cái chuyện đó thưa chị, nhưng mà chúng ta cũng biết là khi mà đi ra có thể kiếm tổ chức cơ quan truyền thông, chúng ta phải cân nhắc là bởi vì đó là cái điều mà Cộng sản Việt Nam họ mong muốn. Kính thưa quý vị khán giả, cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ hơn 40 năm trước, nhưng như ai đó đã nói, cuộc chiến trong lòng những người dân gốc Việt chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Và dường như Terror in Little Sài Gòn đang khuấy lên một lần nữa cuộc sống vốn không bình lặng nơi đây. Có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tất cả đều muốn biết sự thật. Mà sự thật cần có bằng chứng, không thể áp đặt và ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Muốn quân bình này sẽ tác động đến cái cộng đồng người Việt hải ngoại là cái hậu phương hỗ trợ cho trong nước. Nó có tác động đến cầm chân Việt Tân ở tại hải ngoại này trong một cái vụ kiện. Mà nếu mà Việt Tân đi vào trong cái vụ kiện đó thì tất cả tài lực cũng như nhân lực sẽ phải đổ vào trong vụ kiện này. Và như vậy Việt Tân
sẽ không thể nào hỗ trợ tích cực cho công cuộc đấu tranh ở trong nước. Và chính vì thế, chúng ta thấy rõ là cộng đồng chúng ta ở khắp nơi, ở Nam Bắc Cali, ở hội đoàn quân đội, họ đã lên tiếng rất mạnh mẽ để lên án cuốn phim này. Quý vị vừa theo dõi xong phóng sự về buổi hội luận phim Terror in Little Saigon do Đảng Việt Tân tổ chức, đã được phóng viên đài VanTV tường trình từ trụ sở sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi các chương trình khác của đài VanTV Houston 55.2.